Đời thứ ba sau Lục Tổ. A. Phái Hành Tư. Một La Mã. Đệ tử Thiền sư Hy Thiên có 21 vị. 1. Thiền sư Duy Nghiễm, Dược Sơn. 2. Thiền sư Thiên Nhiên, Đơn Hà. 3. Thiền sư Đạo Ngộ, Thiên Hoàng Tự. 4. Thiền sư Bảo Thông, Đại Điên. 5. Thiền sư Thị Lợi. 6. Thiền sư Huệ Lãng. 7. Thiền sư Chấn Lãng. 8. Thiền sư Đại Xuyên. 9. Thiền sư Thạch Lâu. 10. Thiền sư Phật Đà. 11. Thiền sư Hoa Lâm. 12. Thiền sư Tỳ Quảng. 13. Thiền sư Thủy Không. 14. Thiền sư Bảo Thông. 15. Thiền sư Đại Biện. 16. Thiền sư Chữ Kính. 17. Thiền sư Đạo Tiên. 18. Thiền sư Thường Thanh. 19. Thiền sư Túy Thạch. 20. Thiền sư Thương Lãnh. 21. Thiền sư Nghĩa Hưng. 9. Thiền sư Duy Nghiễm, Dược Sơn, 751-834. Sư họ Hàn, quê ở Ráng Châu, 57 tuổi, sư theo thiền sư Huệ Chiếu ở Tây Sơn Triều Dương xuất gia. Đời Đường niên hiệu Đại Lịch thứ 8, 774 Tây Lịch. Sư thọ Đại Giới nơi luật sư Hy Tháo ở Hoành Nhạc. Sư học Thông Kinh Luận, nghiêm trì giới luật. Một hôm sư tự than: Đại trượng phu phải rời pháp tự định, đâu thể theo việc dụng vặt làm hạnh áo khăn này. Sư tìm đến thiền sư Hy Thiên, Thạch Đầu, hỏi: Đối Tam Thừa 12 phần giáo con còn hiểu biết thô sơ, đến như thường nghe Phương Nam nói, chỉ thẳng tâm người, thấy tính thành Phật, thật con mù mịt, cúi mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Thiền sư Hy Thiên bảo: Thế ấy cũng chẳng được, không thế ấy cũng chẳng được, thế ấy, không thế ấy đều chẳng được, ngươi làm sao? Sư mờ mịt không hiểu. Thiền sư Hy Thiên bảo: Nhân duyên của ngươi không phải ở đây, hãy đến chỗ Mã Đại Sư Đạo Nhất. Sư dâng lệnh đến ý kiến thiền sư Đạo Nhất Mã Tổ. Sư thưa lại câu đã thưa với thiền sư Hy Thiên. Thiền sư Đạo Nhất bảo: Ta có khi dạy y nhướng mày chớp mắt, có khi không dạy y nhướng mày chớp mắt, có khi nhướng mày chớp mắt là phải, có khi nhướng mày chớp mắt là không phải, ngươi làm sao? Ngay câu nói này, sư liền khế ngộ, bèn lễ bái. Thiền sư Đạo Nhất hỏi: Ngươi thấy đạo lý gì lễ bái? Sư thưa: Con ở chỗ Thạch Đầu như con muỗi đậu trên trâu sắt. Thiền sư Đạo Nhất bảo: Ngươi đã biết như thế, tự khéo gìn giữ. Sư ở đây hầu hạ 3 năm. Một hôm, thiền sư Đạo Nhất hỏi: Ngày gần đây, có chỗ thấy của ngươi thế nào? Sư thưa: Da mỏng, da dày đều rớt sạch, chỉ có một chân thật. Thiền sư Đạo Nhất bảo: Sở đắc của ngươi đã hợp với tâm thể, khắp hết tứ chi. Đã được như thế, nên đem 3 cật tre cột da bụng tùy chỗ ở núi đi. Sư thưa: Con là người gì dám nói ở núi? Thiền sư Đạo Nhất bảo: Chẳng phải vậy, chưa có thường đi mà chẳng đứng, chưa có thường đứng mà chẳng đi. Muốn lợi ích không chỗ lợi ích, muốn làm không chỗ làm, nên tạo thuyền bè, không nên ở đây lâu. Sư từ giả Mã Tổ trở về Thạch Đầu. Một hôm, sư ngồi trên cục đá, Thạch Đầu trông thấy, hỏi: Ngươi ở đây làm gì? Sư thưa: Tất cả chẳng làm. Tại sao ngồi yên? Nếu ngồi yên tức làm, ngươi nói chẳng làm, chẳng làm cái gì? Ngàn thánh cũng không biết. Thạch Đầu dùng kệ khen: Tùng lai cộng trụ bất tri danh, nhậm dẫn tương tương chỉ ma hành, tự cổ thượng hiền du bất thức, tạo thứ phàm lưu khởi khả minh. Dịch: Chung ở từ lâu chẳng biết chi, lặng lẽ theo nhau chỉ thế đi,
thượng hiền từ trước còn chẳng biết, huống bọn phàm phu đâu dễ đi. Thạch Đầu dạy: nói năng động dụng chớ giao thiệp. Sư thưa, chẳng nói năng động dụng cũng chứ giao thiệp. Ta trong ấy mũi kim mảnh bụi chẳng lọt vào, con trong ấy như trồng hoa trên đá. Thạch Đầu ấn khả: sau sư đến ở Dược Sơn Lễ Châu, đồ chúng theo học rất đông. Một hôm sư ngồi, Đạo Ngô, Dân Nham đứng hầu. Sư chỉ hai cây, một tươi một khô đứng trên núi, hỏi Đạo Ngô: khô là phải hay tươi là phải? Đạo Ngô thưa: tươi là phải. Sư bảo: sáng tỏ tất cả chỗ, quang minh sáng lạng. Sư lại hỏi Dân Nham: khô là phải hay tươi là phải? Dân Nham thưa: khô là phải. Sư bảo: sáng tỏ tất cả chỗ, thôi dậy khô lạc. Chợt Sa Di Cao đến, sư hỏi: khô là phải hay tươi là phải? Sa Di Cao thưa: khô là từ nơi khác mà khô, tươi là từ nơi khác mà tươi. Sư nhìn Đạo Ngô, Dân Nham bảo: chẳng phải, chẳng phải. Diện chủ thưa: đánh chuông rồi, thỉnh hòa thượng thượng đường. Sư bảo: ông bưng giùm bát cho tôi. Hòa thượng không thay từ bao giờ? Ông chỉ là uổng mặt ca sa. Con chỉ là thế, hòa thượng thì sao? Ta không quyến thuộc ấy. Thấy thầy Tri Viên trồng rau, sư bảo: trồng thì không ngăn ngươi trồng, chớ cho nó mọc rễ. Thầy Tri Viên thưa: không mọc rễ thì đại chúng lấy gì ăn? Sư bảo: ngươi có miệng sao? Thầy Tri Viên không đáp được. Có vị tăng hỏi: tổ sư chưa đến nước này, Trung Hoa, nước này có ý tổ sư chăng? Sư đáp: có. Đã có ý tổ sư lại đến làm gì? Bởi có cho nên đến. Sư xem kinh, có vị tăng thấy hỏi: hòa thượng bình thường không cho chúng con xem kinh, vì sao hòa thượng lại xem? Sư đáp: ta xem chỉ để che mắt. Chúng con học theo hòa thượng được chăng? Nếu các ngươi xem thì da trâu cũng lũng. Thích Sử Lý Tường ở Lãng Châu nghe danh sư, nhiều phen sai người đến thỉnh mà sư không đi. Ông đích thân lên núi yết kiến sư. Sư cầm quyển kinh xem không nhìn lại, thì giả bạch: thấy thú đến đây. Lý Tường tính nóng nảy nói: thấy mặt không bằng nghe danh. Sư gọi: thái thú. Lý Tường: dạ. Sư bảo: sao lại quý lỗ tai mà khinh con mắt? Lý Tường chắp tay xin lỗi, rồi hỏi: thế nào là đạo? Sư lấy tay chỉ trên chỉ dưới, hỏi: hội chăng? Tường thưa: chẳng hội. Sư bảo: mây ở trời xanh, nước trong bình, dân tại thanh thiên, thủy tại bình. Lý Tường vui mừng thỏa thích làm lễ, trình một bài kệ: luyện đắc thân hình tợ nhạn hình, thiên châu tùng hạ lưỡng hàm kinh, ngã lai vấn đạo vô dư thuyết, dân tại thanh thiên thủy tại bình. Dịch: luyện được thân hình giống nhạn hình, dưới tùng ngàn gốc hai hòm kinh, ta tìm hỏi đạo không lời khác, mây ở trời xanh, nước trong bình. Tường lại hỏi: thế nào là giới định huệ? Sư bảo: bần đạo trong ấy không có gia cụ nhàn này. Lý Tường không lường nổi quyền chỉ. Sư lại bảo: thái thú muốn gìn giữ được việc này, cần phải tiến lên ngọn núi cao chót vót mà ngồi, xuống tận đáy biển sâu mà đi. Việc trong khuê cát nếu bỏ chẳng được, bèn là lũng chảy. Sư thượng đường dạy chúng: tổ sư chỉ dạy bảo hộ, nếu tham sân khởi lên cần phải phòng ngự, chứ cho khởi dậy. Các ngươi muốn biết cây khô ở Thạch Đầu cần phải gánh vác, trọn không có cành lá. Tuy nhiên như thế lại phải tự xem không được bật ngôn ngữ. Nay ta vì các ngươi nói ngôn ngữ ấy để hiển bày không ngôn ngữ, cây này xưa nay không tướng mạo tai mắt. Một đêm sư lên núi đi kinh hành, chợt mây tan thấy trăng sáng. Sư cười to một tiếng,
giang xa gần 90 dặm. Dân chúng ở xa nghe tiếng, hôm sau tìm đến hỏi tăng chúng. Tăng chúng bảo, đó là tiếng hòa thượng đêm qua ở trên núi cười. Lý Tường nghe việc này lại làm bài thơ tặng: Tuyển đắc ô cư hiệp giả tình, trung niên vô tống diệt vô nghinh. Hữu thời trực thướng cô phong đảnh, nguyệt hạ phi dân tiếu nhất thinh. Dịch: chọn nơi xa vắng hợp lòng quê, năm tròn mặt khách đến hay về. Có khi tiến thẳng lên đỉnh núi, mây tan trăng hiện tiếng cười hề. Đời đường niên hiệu Thái Hòa năm thứ 8, 834 Tây Lịch, tháng 2, sắp thị tịch, sư kêu to: Pháp đường ngã, Pháp đường ngã. Đại chúng đều mang cột đến chống. Sư khoát tay bảo: các ngươi không hiểu ý ta. Sư bèn từ giả chúng thị tịch, thọ 84 tuổi, 60 tuổi hạ. Vua sắc phong là Hoàng Đạo Đại Sư, tháp hiệu là Quá Thành. 10. Thiền sư Thiên Nhiên, Đơn Hà, 738, 824. Không biết sư quê quán ở đâu, chỉ biết sư trước học nho đi vào Trường An ứng thí, dừng nghỉ ở nhà trọ, chợt mộng thấy hào quang trắng đầy nhà. Người chim mộng đoán, điềm hiểu không, gặp một thiền khách hỏi: nhân giả đi đâu? Sư đáp: đi thi làm quan. Thi làm quan đâu bằng thi làm Phật. Thi làm Phật phải đến chỗ nào? Hiện nay ở Giang Tây có Mã Đại Sư ra đời là trường thi làm Phật, nhân giả nên đến đó. Sư bỏ thi, tìm đến Giang Tây ra mắt Mã Đại Sư Đạo Nhất. Vừa thấy Mã Đại Sư, sư bèn lấy tay giơ chiếc khăn trên đầu. Mã Đại Sư nhìn dây lâu bảo: Nam Nhạc Thạch Đầu là thầy của ngươi. Sư từ giả Mã Đại Sư đi sang Thạch Đầu. Đến Thạch Đầu, sư cũng làm giống như ở Mã Đại Sư. Thạch Đầu bảo: ra nhà sau đi. Sư lễ tạ xong, vào phòng cư sĩ luân phiên làm bếp ngót 3 năm. Một hôm Thạch Đầu bảo chúng: ngày mai cắt cỏ ở trước điện Phật. Sáng hôm sau, đại chúng mỗi người cầm liềm, cầm cuốc đến trước chùa làm cỏ. Chỉ riêng sư lấy thao múc nước gội đầu, đến quỳ gối trước hòa thượng. Thạch Đầu thấy thế cười, liền cạo tóc cho sư. Cạo xong, Thạch Đầu lại vì sư nói giới. Sư bịch tai ra đi. Sư trở lại Giang Tây ý kiến Mã Đại Sư. Chưa lễ ra mắt, sư đi thẳng về tăng đường, trèo lên cổ tượng thánh tăng ngồi. Đại chúng kinh ngạc, chạy báo cho Mã Đại Sư hay. Mã Đại Sư đích thân vào tăng đường, trông thấy bèn nói: con ta Thiên Nhiên. Sư bèn bước xuống đất lễ bái thưa: cảm tạ thầy ban cho pháp hiệu. Mã Đại Sư hỏi: từ đâu đến? Sư thưa: từ Thạch Đầu đến. Đường Thạch Đầu trơn, ngươi có té chăng? Nếu có trượt té thì chẳng đến đây. Từ biệt Mã Tổ, sư đi dọc đường gặp một ông già dắt một đứa bé. Sư hỏi: ông già ở đâu? Ông già đáp: trên là trời, dưới là đất. Sư bảo: chợt gặp trời đổ đất sập thì sao? Ông già đáp: trời xanh, trời xanh. Đứa bé hư một tiếng. Sư bảo: không phải cha này chẳng sinh được đứa con kia. Ông già dắt đứa bé vào núi mất. Sư đi du phương đến núi Thiên Thai, chót qua đảnh dừng ở 3 năm. Sau đó sư viếng những nơi như Cảnh Sơn ý kiến thiền sư Quốc Nhất. Đời đường khoảng niên hiệu Nguyên Hòa, 806, 821 Tây Lịch. Sư đến Lạc Kinh Long, Môn Hương Sơn làm bạn với Hòa Thượng Phục Ngưu. Sư lại đến chùa Huệ Lâm, gặp lúc trời đại hàn, sư bèn thỉnh tượng Phật gỗ đốt để hơn. Viện chủ hướng trông thấy quở: sao đốt tượng Phật của tôi? Sư lấy gậy bới tro nói: tôi thiêu để lấy xá lợi. Viện chủ bảo: Phật gỗ làm gì có xá lợi? Sư nói: đã không có xá lợi thì thỉnh thêm 2 vị nữa thiêu.
Viện chủ nghe câu nói này, tất cả chấp đều tan vỡ. Một hôm, sư đến yết kiến quốc sư Huệ Trung, trước hỏi thị giả: "Quốc sư có ở nhà chăng?" Thị giả bảo: "Ở nhà thì ở mà không thấy khách." Sư bảo: "Rất sâu xa thay." Thị giả bảo: "Mắt Phật cũng nhìn chẳng thấy." Sư khen: "Rồng sinh rồng con, phượng sinh phượng con." Quốc sư ngủ dậy, thị giả thuật lại. Quốc sư đánh thị giả 20 gậy đuổi ra. Sư nghe việc ấy bèn nói: "Không lầm là Nam Dương quốc sư." Hôm sau, sư lại đến yết kiến quốc sư, thấy quốc sư. Sư bèn trải tọa cụ, quốc sư bảo: "Chẳng dùng, chẳng dùng." Sư bước lui, quốc sư bảo: "Như thế, như thế." Sư tiến lại trước, quốc sư bảo: "Chẳng phải, chẳng phải." Sư đi quanh quốc sư một vòng rồi lui ra. Quốc sư bảo: "Cách Phật đã xa người nhiều lười biếng, 30 năm sau tìm kẻ này lại khó được." Sư đến thăm cư sĩ Long Quẩn, thấy con gái Long Quẩn là Linh Chiếu đang rửa rau. Sư hỏi: "Cư sĩ có nhà chăng?" Linh Chiếu buông rổ rau xuống, đứng khoanh tay. Sư lại bảo: "Cư sĩ có nhà chăng?" Linh Chiếu bèn bưng rổ rau lên đi thẳng. Sư bèn trở về, chốc lát sau Long Quẩn về. Linh Chiếu đem việc vừa rồi thuật lại. Long Quẩn hỏi: "Đơn Hà ở đâu?" Linh Chiếu thưa: "Đã về." Long Quẩn bảo: "Còn lấy đất đỏ nặng trâu." Lại một hôm, sư đến thăm Long Quẩn, về đến cửa gặp nhau. Sư hỏi: "Cư sĩ có nhà chăng?" Long Quẩn đáp: "Đói chẳng chọn thức ăn." Sư lại hỏi: "Ông Long có nhà chăng?" Long Quẩn đáp: "Trời xanh, trời xanh." Nói xong Long Quẩn vào nhà. Sư nói: "Trời xanh, trời xanh." Nói xong sư trở về. Hôm sau, sư lại đến Long Quẩn, sư bảo: "Hôm qua thấy nhau đâu giống ngày nay." Long Quẩn đáp: "Đúng pháp nhắc lại việc hôm qua để làm con mắt quý. Chỉ như con mắt quý lại xem đến Long Công chăng? Tôi ở trong con mắt của thầy. Con mắt tôi chật hẹp chỗ nào an thân? Là con mắt gì chật? Là thân nào an?" Sư thôi bỏ đi. Long Quẩn nói: "Lại nói lấy một câu là được tròn lời này." Sư vẫn không nói. Long Quẩn lại nói: "Tụ trung một câu cũng không người nói được." Đời Đường, niên hiệu Nguyên Hòa thứ ba, 808 Tây Lịch. Một hôm, sư nằm ngang trên cầu Thiên Tân. Hội lưu thú là Trịnh Công ra đuổi mà sư không dậy. Trịnh Công gạn hỏi nguyên do. Sư chậm rãi đáp: "Tăng vô sự." Trịnh Công lấy làm lạ, phát tâm dâng hai bó lụa và hai áo ngắn. Từ đây mỗi ngày, Trịnh Công thường dâng cúng gạo, bún. Dân chúng ở kinh đô Lạc Dương đồng quy kính sư. Đến hiệu Nguyên Hòa thứ 15, 820 Tây Lịch, vào mùa xuân, sư bảo đồ đệ: "Ta nhớ sứ rừng, chỗ gửi thân ngày già. Môn đệ sai Tề Tịnh Phương đến Nam Dương núi Đơn Hà cất am cúng dường. Sư về núi Đơn Hà khoảng 3 năm. Những người học đạo tìm đến thăm học số thường đến 300. Chúng xây cất thành chuyện lớn. Sư thượng đường dạy chúng: tất cả các ngươi đều phải bảo hộ một vật linh. Chẳng phải các ngươi tạo tác danh mạo, lại nói gì lại tiếng cùng chẳng tiếng. Ta ngày xưa yết kiến Hòa Thượng Thạch Đầu cũng chỉ dạy cần phải tự bảo hộ. Việc này không phải tự các ngươi nói bàn mà được. Tất cả mỗi người các ngươi đều tự có một chỗ đất ngồi, lại nghi cái gì? Thiền đâu phải làm vật để các ngươi hiểu, đâu có Phật khá thành. Một chữ Phật hằng không thích nghe. Các ngươi tự xem thiện xảo phương tiện từ bi hỷ xả, chẳng phải từ ngoài được, chẳng dính một tấc vuông. Thiện xảo làm văn thù, phương tiện là phổ hiền. Các ngươi lại nghĩ tìm đuổi vật gì, chẳng cần hằng cầu, chẳng rơi vào không. Học giả thời nay lăng xăng lộn xộn, cho là tham thiền hỏi đạo. Ta dạo này không đạo có thể tu, không pháp có thể chứng. Miếng ăn thức uống mỗi cái tự có phần, đâu cần phải nghi ngờ.
mỗi nơi mỗi chỗ có cái gì. Nếu biết Thích Ca, tức là ông già phàm phu, các ngươi phải tự xem xét lấy, chớ để một người mù dẫn một đám mù kéo nhau rơi vào hầm lửa, đêm tối hai đường, màu sắc mập mờ, vô sự trân trọng. Có vị tăng đến thăm học, vừa đến chân núi gặp sư, tăng hỏi: "Núi Đơn Hà phải đi đường nào?" Sư chỉ núi bảo: "Chỗ xanh sâm sẫm." Tăng thưa: "Chớ chỉ cái ấy là phải sao?" Sư bảo: "Thật sư tử con một phen khêu động liền nhảy." Sư hỏi vị tăng: "Nghỉ ở đâu?" Tăng thưa: "Nghỉ dưới núi." "Ăn cơm chỗ nào?" "Người đem cơm cho xà lê ăn có đủ mắt không?" Tăng không đáp được. Niên hiệu Trường Khánh năm thứ tư 824 Tây Lịch, ngày 33 tháng 6, sư gọi đệ tử bảo: "Lấy nước nóng tắm, ta sắp đi đây." Tắm xong, sư đội mũ mang giày cầm trượng, duỗi một chân chưa đến đất liền tịch, thọ 86 tuổi. Vua sắc phong là Trí Thông Thiền Sư, tháp hiệu Diệu Giác. Sư có làm hai bài Ngoạn Châu Ngâm hiện còn lưu hành. 11. Thiền Sư Đạo Ngộ. Thiền Hoàng Tự 747-806. Sư họ Trương, quê ở Đông Dương, Vũ Châu. Lúc bé, sư dung nghi thù đặc, không học mà biết. Năm 14 tuổi, sư xin cha mẹ xuất gia, cha mẹ không cho. Sư thề bớt ăn bớt uống, mỗi ngày ăn một bữa, dần dần thân thể tiều tụy. Cha mẹ bất đắc dĩ hứa cho sư xuất gia. Sư xuất gia với đạo đức ở Minh Châu. Năm 25 tuổi, sư đến chùa Trúc Lâm ở Hoàng Châu thọ giới cụ túc. Sư tinh tấn tu hành với luật trang nghiêm. Ban đêm, sư thường ra Gò Mã ngồi thiền, không kể gió mưa, chẳng chút sợ sệt. Sau sư đến Cảnh Sơn yết kiến thiền sư Quốc Nhất, nhận được tâm pháp, ở lại đây hầu 5 năm, niên hiệu Đại Lịch 766 Tây Lịch. Sư đến Trung Lăng yết kiến Mã Tổ, chỉ được ấn định lại những chỗ hiểu trước, không có pháp gì khác, sư dừng lại đây 2 năm. Sư lại đến yết kiến Thạch Đầu. Đến Thạch Đầu, sư hỏi: "Lìa Định Huệ lấy pháp gì dạy người?" Thạch Đầu đáp: "Ta trong ấy không có nô tỳ, lìa cái gì?" "Thế nào rõ được?" "Ngươi chụp được hư không chăng?" "Thế ấy tức chẳng từ ngày nay đi." "Chưa biết bao giờ ngươi từ bên này đến." "Đạo ngộ chẳng phải người bên này." "Ta đã biết trước chỗ ngươi đến." "Sao thầy lấy tam vật du khống người?" "Thân ngươi hiện tại." "Tuy nhiên như thế cứu cánh làm sao chỉ dạy người sao? Ngươi nói ai là người sao?" Sư nhân đây đốn ngộ, đối với lời dạy của hai vị thầy trước tâm còn sở đắc, nơi đây sạch hết dấu vết. Về sau sư đến Kinh Châu ở núi Sài Tử tương đương, học chúng theo học rất đông. Dân chúng trong đô thành nghe danh lũ lượt kéo đến tham vấn. Trong đô thành có chùa Thiên Hoàng là nơi danh lam, bị hỏa hoạn hư sập. Thầy trụ trì là Linh Giám tìm cách xây cất lại. Linh Giám ước rằng nếu được thiền sư Đạo Ngộ về làm quá chủ ở đây là phước lớn của ta. Lúc nửa đêm, Linh Giám đến cầu thỉnh sư. Sư hoan hỷ nhận chịu. Từ đây về sau, sư dừng trụ ở chùa Thiên Hoàng. Có Bùi Công đến cúi đầu hỏi đáp, sư trọn không đưa đón. Bùi Công càng kính trọng, đối với khách, sư không phân biệt sang hèn, đều ngồi chào họ. Có vị tăng hỏi, thế nào là nói huyền diệu? Sư đáp, chớ bảo ta hiểu Phật Pháp. Nỡ để học nhân đeo nghi mãi sao? Sao chẳng hỏi lão tăng? Hỏi rồi, đi, không phải chỗ ngươi ngụ. Đời đường niên hiệu Nguyên Hòa 806 Tây Lịch tháng 4, sư có chút bệnh, bảo đệ tử báo trước ngày tịch. Đến ngày cuối tháng, chúng họp nhau đến thăm bệnh sư. Bỗng nhiên sư gọi Điển Tọa. Điển Tọa lại gần. Sư bảo, hội chăng? Điển Tọa thưa, chẳng hội. Sư cầm chiếc gối ném xuống đất,
rồi từ biệt chúng thị tịch, sư thọ 60 tuổi, 35 tuổi hạ. 12. Thiền sư Bảo Thông, Đại Điên. Không biết quê quán và tên tộc của sư, chỉ biết buổi đầu sư đến thăm vấn Thạch Đầu. Thạch Đầu hỏi: cái gì là tâm ngươi? Sư thưa: nói năng là tâm. Bị Thạch Đầu nạt đuổi ra. Hơn một tuần, sư lại đến hỏi: trước đó ta chẳng phải ngoại trừ cái này, gì là tâm? Thạch Đầu bảo: trừ bỏ nhướng mày chớp mắt, đem tâm lại. Không tâm có thể đem lại. Nguyên lai có tâm sao nói không tâm, không tâm trọn đồng với không. Ngay câu nói ấy sư đại ngộ. Một hôm sư đứng hầu, Thạch Đầu hỏi: ngươi là tăng tham thiền hay tăng châu nguyện? Sư thưa: tăng tham thiền. Sao là thiền? Nhướng mày chớp mắt. Trừ ngoài nhướng mày chớp mắt, đem bản lai diện mục, bộ mặt thật xưa nay của ngươi ra trình xem. Trừ ngoài nhướng mày chớp mắt, thỉnh hòa thượng xem con. Ta trừ xong. Con trình hòa thượng rồi. Ngươi đã đem trình tâm ta thế nào? Chẳng khác hòa thượng. Không quan hệ việc ngươi. Vốn không vật, ngươi cũng không vật. Đã không vật tức vật thật. Vật thật không thể được. Tâm ngươi thấy lượng ý chỉ như vậy, phải khéo hộ trì. Sau sư từ biệt Thạch Đầu đến Linh Sơn, Triều Châu ở ẩn, học chúng bốn phương quy tụ về khá đông. Sư thượng đường dạy chúng: phàm người học đạo chẳng biết bản tâm nhà mình, đem tâm chỉ nhau mới có thể thấy đạo. Thấy nhóm người hiện thời phần nhiều chỉ nhận nhướng mày chớp mắt, một nói một nín, chợt nhận ấn khả cho là tâm yếu, đây thật là chưa rõ. Nay ta vì các ngươi nói trắng ra, mỗi người phải lắng nghe nhận lấy. Chỉ trừ bỏ tất cả vọng động tưởng niệm xét lường, tức chân tâm của ngươi. Tâm này cùng trần cảnh và khi kiềm giữ lặng lẽ hoàn toàn không dính dấp, tức tâm là Phật không đợi tu sửa. Vì cớ sao? Vì hợp cơ tùy chiếu lặng lẽ tự dùng, tột chỗ dùng kia trọn không thể được. Bảo là diệu dụng chính là bản tâm, cần yếu hộ trì cho nên dễ ngươi. Có vị tăng hỏi: trong kia khi người thấy nhau thì thế nào? Sư đáp: trước chẳng có trong kia. Trong kia thế nào? Chẳng hỏi câu ấy. Hàm Văn Công hỏi sư: hòa thượng tuổi được bao nhiêu? Sư cầm sâu chuỗi giơ lên bảo: hỏi chăng? Văn Công thưa: chẳng hỏi. Sư bảo: ngày đêm 108. Văn Công không hiểu trở về. Hôm sau Văn Công lại đến, vừa tới cửa gặp thủ tọa. Văn Công thuật câu nói hôm qua của sư, hỏi ý kiến thế nào. Thủ tọa vỗ răng ba cái. Văn Công vào trong gặp sư, hỏi ý kiến hôm qua. Sư cũng vỗ răng ba cái. Văn Công thưa: nguyên lai Phật Pháp không hai thứ. Sư hỏi: là đạo lý gì? Văn Công thưa: vừa đến hỏi thủ tọa cũng như thế. Sư gọi thủ tọa hỏi: phải ngươi đáp như thế chăng? Thủ tọa thưa: phải. Sư đánh đuổi ra. Lại một hôm Văn Công đến bạch sư: đệ tử ở quận Châu nhiều việc, xin thầy cho một câu tóm tắt hết Phật Pháp. Sư lặng thinh. Văn Công mờ mịt. Lúc ấy Tam Bình làm thị giả đứng hầu, bèn gõ giường thiền ba cái. Sư hỏi: làm gì? Tam Bình thưa: trước lấy định động, sau lấy trí nhổ. Văn Công thưa: môn phong hòa thượng cao vót, đệ tử từ bên thị giả được chỗ nào? Có vị tăng hỏi: biển khổ sóng to lấy gì làm thuyền bè? Sư bảo: lấy cây làm thuyền bè. Thế nào được qua? Người mù đương kẻ mù trước, người câm đương kẻ câm trước. Không biết sư tịch lúc nào và nơi nào.